này chắc anh này ba team luôn à. Ba team mà anh chỉ cần đợi là hai đội hình mạnh nhất của anh thôi là anh win 2 là được, chứ anh đâu cần win 3 đâu. Không ai mà đợi win 3 hết đấy. Khó nè. Ủa? À chỉ cần anh phải xếp. Anh phải auto xong rồi anh xếp được trước. Anh nuôi hai đội hình thôi, anh nuôi hai đội hình mạnh nhất của anh thôi, đội hình 3 là có cũng được, không có cũng được. Này tại vì cho anh đánh đi lấy 10 lượt đánh kìa, lượt trong đây nó mắc lắm, 100 đại kim cương lượt lượng nên anh nhớ đánh hết. Trời đụng người ta toàn 51 ngàn, không người bay tao đây 45 ngàn, quýnh sao lại tụi nó 45 ngàn đâu, anh bị gì vậy? Cái đó là tiền lượt chiến tổng hợp, lượt chiến tổng hợp của anh là trên 800 rồi. À quýnh rồi hả? Tao quýnh rồi, chiến tổng hợp của anh là 900 ngàn kìa đó. Tổ đi quýt cũng được, cái này là bỏ qua gọi là đánh nhanh đấy. Không muốn xem thì xem. Thôi bỏ qua thôi. Qua thôi. Thôi đâu còn coi, tầm này dưới đây boss đâu mà. Có. Thì đó anh phải đánh để anh lấy phần thưởng. Cái này bỏ nhanh hơn không vậy? Nói vậy là nhanh nhất rồi anh ơi. Một ngày quýt được 10 lần à, ngon vậy. 10 lần. Mua 2 lượt, gì 1 lượt đầu là 50, còn mấy lượt sau là 100. Không ai mua hết rồi. Còn không ai đánh luôn. Dễ rồi, đánh cái này thì dễ. Này team 1 có Uta ấy đâu rồi, chi team nó sắp nó có sắp được đội hình á anh. Sau này anh coi anh sắp. Lúc anh bấm vô là nó sẽ có mũi tên em chỉ cho. Anh bấm vô kéo đội hình lên xuống cái vậy. Kéo lên xuống á. Nó này, có mũi tên sù quá. Đây như One Man thôi thì đâu, rồi, như chứ thằng One Man mà, thằng ấy cũng vậy, thằng Akam gì thôi thì đâu. Tầm này chưa thua được đâu, tầm này chắc có quýnh vô top 100 á mới thua được. Còn ví dụ như thường tụi nó sẽ để cái team yếu nhất nằm cuối cùng đó, team 2 mà nhắm mình thua thì mình chuyển team 2 xuống ngôi slot 3 mình quýnh. Rồi. Và em để team mạnh nhất của em ở chính giữa. Em đồ em tráo đổi. Còn thôi bỏ team đầu quýnh 2 team sau, vậy như vậy. Nhiều mà. Rồi, đó vậy. Nhiều cách nên quýnh mà, tầm này chưa thua được đâu, tầm này phải vô top 100 á thì mới xin nhê được. Hôm nay nó mới ra sự kiện luôn nè. Rồi đúng rồi. Nào hôm qua là 4 giờ sáng. Nó cập nhật mà sáng anh đang ngồi anh chơi bảo trì mà. Bảo trì 30 phút. Bảo trì xuống lắc phải cứt ra. Lắc phải cứt. Sao nửa tiếng sao nó mới hết. Ừ. Tự nhiên anh đang chơi. Đúng không? Nhưng mà lúc đó nó không thông báo. Lúc sau 5 phút sau em vô lại nó mới thông báo mà em đang chơi cái xong cái độ em tưởng chị cũng đã bị ban hay bị gì. Vô đẻ được không anh? Vô kiểu không ra server luôn nha, bấm vô game mà nó không anh bấm thì hiện cái bảo trì xong rồi. Ớp đi ngủ. Cười vậy. Rồi sáng đang đi cái hải em bán ngọc luôn. Này là hết sự kiện cho level này xong rồi nó ra sự kiện liên tiếp luôn hả? Sự kiện này nó ra liên tiếp nó có nghỉ không? Đúng rồi. Nó nghỉ ngày. Nghỉ ngày đúng rồi, ra liên tiếp thì ngon, ra liên tiếp thì tích tài nguyên farm kim cương được. Khi mày được cái cày kim cương nhiều mà. Thầy được, chỉ là đi ải là xin đi ải là có. Má em nhiều là biết đi ải đủ luôn. Mày anh cũng làm biến chết mẹ, ải không có sự kiện đua, không có hứng. Nó hết sự kiện đua rồi, ủa siêu anh, ủa siêu anh mới còn mở sự kiện đua, siêu anh sao đứng im luôn rồi. Mở lại rồi. Siêu anh nếu mở. Thời gian á, nó đứng thời gian. Chạy ra xin cái cây level nó đứng thời gian, giảm sức. Mẹ siêu anh nếu mở nữa đi, mẹ siêu anh mở nữa cho anh đua chứ. Bây giờ 2-3 ngày em chưa đánh, giờ phải đánh lại. Mở cho nó có động lực để đua chứ, còn thôi mở rồi quýnh chi đâu quýnh đâu được mẹ, đâu được cái tài nguyên. Hồi sáng nó update nó giảm lực chiến của mấy cái ải anh. Nó giảm 30% á. Chắc thấy khó hay gì. Giả mãi hết. Quái nó vô nó giả con bẹt tay má, tôi đi bên đúng kia rồi. Tôi đi tầng 73 kia, quái nó vô nó giả một bẹt tay là đi, nó giả một bẹt tay là đi. Giả mãi rồi đó, chắc dễ hơn rồi. Giờ nó vô đi tầng 73 thử đi sao? 73 74 đi sao? Giả thì không cho skip qua luôn cho nhanh ha. Lộn thấy. À. Đúng boss đều cấp vậy, mẹ boss nhìn nó đều cấp quá. Má mọi người đều đúng đều luôn. Cho máy này
Chưa đâu, phải vô top 100 mới gặp người, 50% mới gặp người. Mua thêm lượt nữa. Một lượt thôi. Để cho kỹ còn lâu. Tại vì nó sẽ kết toán vào bữa chủ nhật. Uta này anh là top 1 server chắc rồi đó. Uta này ra là anh đang top 1, anh thấy mấy xu hướng trong mấy bạn anh là nó không quay con này. Thì anh nghĩ anh được thêm quay một cái full UR nữa. Bữa em lấy Atalon vô server anh, em chat thử rồi là em biết nó chơi được hình nào luôn. Em cái là thằng lồn kia nó chơi hai sáng, hai đen. Thằng lớp 1 server anh. Thì và anh được rồi, rồi nó on in con lưỡi hái nhiều lắm, nó quay toàn là on in S cộng rồi S cộng một thằng, S cộng một thằng A rồi nhiều lắm. Chứ và anh được trước con lưỡi hái tụi nó quay nhiều, thằng lớp một sư anh là nó cũng chơi trước á, cũng chơi trước á, nó vô chơi chơi lại nên nó biết được lấy con gì mình sẵn. Có 100 với lại thấp tưởng chung tưởng chơi lệch nhiều không? Ừ. Có nhiều đâu, anh tới 900 anh vô được top 50, top 40 luôn đó chứ. Mua thêm được đúng không hay là khỏi ta hay là mai đánh tiếp? Một lượt thôi, một lượt thôi anh, bỏ ngày một lượt thôi. 100, 100, 110, 125. Tại vì bữa nay thứ mấy là bữa nay là thứ 6. Chủ nhật là kết toán 8 giờ nha, 9 giờ là kết toán, 9 giờ kết toán. Nó không cho anh đánh nữa. 9 giờ sáng hay là 9 giờ tối? 9 giờ tối anh đi. Mẹ game này nó tổng kết, mày tổng kết 1 giờ mẹ lấy 4 giờ luôn đi. Đấu trường tổng đây, kết 1 giờ ấy. Đấu giờ. Trường đấu trường thường là 8 giờ. Đấu trường hại là 8 rưỡi. Ừ đúng rồi, rồi đấu trường này ba đội hình này là 9 giờ. Cái là nửa tiếng. Đơn vô top 50 luôn không? Mua thêm lần kim cương nữa vô top 50 luôn, anh quýnh tới top 54 luôn rồi nè. Thì anh thích thì anh mua. Tại vì lượt cũng nhiều. Anh nhắm được ok. À mà nó kết toán mà, chưa kết toán mà đâu phải thưởng vô ngày đâu. Kết toán mà lo gì? Có thưởng ngày đâu lo. Mua chi? Rồi ok. Đó được hai mấy top năm mấy mà anh được 24 cục. Nó quan trọng là quan trọng quýnh trong cái này nè, giờ quýnh trong cái chai hồ này nè, coi kìa rank mấy rồi, vẫn hàng ba đây nè, vẫn cứ ngắt ba, biết cái giảm đi không? mấy ải này khó lắm đó, em cũng dừng lại mấy ngày ấy. Lúc trước mà chưa giảm được, giờ giảm được nhiều. Khó hay không khó thì quan trọng vô quá nó quýnh một khít chết luôn rồi chứ. Ừ mày quá vô nó quýnh một cái chết luôn. Bây giờ không, bây giờ đi 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 đội cuối này nè, bây giờ cái lobby mình em thấy thiếu tam xanh, giờ thiếu xanh khổ không nè, bây giờ đúng không, hai con này nó là đỏ đúng không, hai con này nó là đỏ mà khắc đỏ là gì, xanh lá mới khắc được, quay hai nó cũng hai đỏ biển, luôn biển, rồi xanh biển chứ, xanh biển mới khắc được, bây giờ xanh biển đâu có nào đâu, xanh biển có một mình đúng con mớm mà chiếc biển nên em nâng cái con hai con cơ bản lúc mà đi ví danh, như con ví dụ như mà thắng. Ví dụ như mà đội cứu á, ừ ví dụ như có cứu á, thì mình còn chơi cứu được. Bây giờ mấy con này vô bát chón lại, con này phải vô một con bát chón lại rồi. Giờ quýnh cứ từ từ rỉ đem, rỉ đúng biểu rỉ từ từ luôn. Em nâng con trắng con đen không anh, tại vì hai con cơ bản nhìn khá là ngon. Nhưng mà nó một sao đam không vô tới á, hiểu không? Còn em con một không sao luôn á mà đam kinh. Chỉ là mở ngọc á, em mở được cái ngọc nữa em chơi lắm, vui ngọc nữa nó bù rồi. Mẹ nó xả lực lấy ngọc. Lực giờ nhiều mà, hay lực quá trời. Anh đổi tình vạn rồi ngậy cho anh mua 5 cục. Hồi đó có 3 cục. Là anh mừng hơn 7 cục. Ủa anh mở được cái viên con kia à, chưa. Con nào? Cái viên con Toka anh chưa mở được. Chưa mở được, vẫn quay anh, gần 1000 chi. Anh thiếu con đó. Không phải anh thiếu con hồi máu ấy. Cái viên của con Toka là cần con hồi máu. Vì tôi ca khó nâng. Thì khó nâng mà mạnh vậy cứt ra mẹ nó bữa giờ nó gánh không mà. Nó mạnh nhưng mà nó khó nâng thì nó mạnh nó mới khó nâng đó anh. Chứ nó mạnh nó dễ nâng nó chết. Bữa giờ là nó gánh không á. Sắp tới hết Uta là nó còn sẽ biển á. Em của nó. Mà biển. Con nó đam ao em, có thử cân nhắc rồi đâu
quay phẩm thì ông quay 2 3 sao thôi, mỗi sao vô hai chơi. Sao hai phẩm rồi, tại vì nó sẽ tính theo cái phẩm bên là 1 3 1 3 4 5 6. Một là anh quay một luôn, hai là anh quay ba. Một đá con này á cha. Rồi đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều ấy, khó mất tin. Ê bữa em chưa chạy cối luôn mà, em chơi cho về. Lâu quá luôn. Quan trọng là nó hết thẻ con này đúng không? Nhiều lúc nó hết thẻ con này nó không ra. Nó giả một cái là đồ mình đi à. Mà đéo hiểu luôn thằng cảnh sát này nha, thằng cảnh sát này mặc định 100% luôn, tất cả các ải đều quýnh con áo trắng. Đúng rồi quýnh áo trắng với con đen. 100% luôn đều quýnh con áo trắng. Đi ra quýnh hai con đó. Ờ đó bây giờ tôi thấy rồi đó, bây giờ nó ba lần đánh, bây giờ roll 3 thẻ mà thẻ cuối cùng đéo với con tóc trắng là thua. Đúng. Đó mặc định luôn đó, nó như vậy đó, bây giờ hai thẻ nè, đó bây giờ thêm một thẻ nữa mà đéo ra nữa là đi. Ờ hên quá, đụ vẫn ra. Đó nó ba quýt như này là thua thôi, nó ba quýt nó đéo một tẹt thôi là sạch đồ hình là thua thôi. Bây giờ quýnh kỹ năng ở đâu cũng vậy, tướng mạnh ở đâu cũng vậy, con này nó tẹt rồi đi thôi. Tẹt đi. Hải hai cũng vậy. Con này một quýt. Rồi chắc nó nạp định lấy 3 sao con Adima thôi. Nếu mà nó nạp 6 cũ 3 sao được rồi. Hên. Tại vì cái bé đó anh càng ngu đã càng mắc. Ờ miệng bé đầu số nhân lên hả? Nhân lên đó. Cái bé nạp á nha, cái cương thì bình thường, cái bé nạp. Ờ bé nào mua cái hộp cái hộp mở mở mà em nói anh ấy. Ờ, này hộp, nó này nó đang định nó định quay thôi, còn nó vô chờ lên nó hỏi nó mạnh không? Định mạnh vô quay một sao chép thì mạnh. Nó lỏ thôi. Mạnh thì mạnh, thì mạnh rồi đó, nhưng mà nó không có gì, kiểu nó không có thực dụng cho lắm. Anh chỉ đi đam to nha, nhưng mà đam to ấy, một sao đam có to hay không anh, quan trọng anh muốn chờ đó, nên hỏi mày một sao à, nó một sao đam một to sao không? Được cái bất tử, được cái bất tử rồi chứ đam không to, hai sao mới to nha. Giờ hai sao là hai sao luôn, bây giờ 40 lần quay độ hai sao là phải quay ba con. Khó nổi. Mày hai sao là phải quay ba con, độ ba con rồi mày chắc gì nó ra, nó còn lệch nữa mà đúng không? Lệch không, mà nếu mà lệch ra mảnh dạng năng cũng ngon thì cũng tính được một con đi, tại mảnh dạng năng vẫn nâng được con đó lên một sao. Chắc gì nó lệch ra mảnh dạng năng đủ lệch ra mảnh mảnh nâng cấp skill sao rồi mới chắc gì nó ra lệch ra mảnh dạng năng. Đâu ra ngon như mày gì, đâu ra ngon cũng chờ ngon gì mày. Nó nâng nó ra cái mảnh skill là cái con anh phải 6 sao mới xài được. Skill cái nâng tiếp con Toka thôi. Là skill. Bữa sửa là cái hộp rồi đó anh, bữa cái hộp đồ má một đống cái phần thưởng khùng khùng điên hộp bảo hiểm á. Sửa lại giờ còn có 6 món á, hồi bữa là mười mấy món, có mấy phần thưởng SR, cù bắp, cục đá rồi nữa. Giờ bây giờ từ đây tới đó anh tích cũng được 30.000 nguyên cương thôi, để quay mấy con sau rồi. Thật là nếu mà vậy là chắc chắn là anh ra được, nếu mà anh chạy cối luôn là chắc anh ra được ít nhất là 2 con nếu mà chạy cối. Cũng khó ra 3 con. Hai con thì được chứ ba con khó. Mà cái đứa nãy nó quay ra một con 30 lần nên nó phái rồi. Đồ má bây giờ mà không ngăn con này mà lỡ con này nó đấm hai con này thì mình ăn cứt rau sau. Bây giờ nếu như mà mình anti, nếu như mà mình anti pha này, mình tham đam mình anti pha này mà mình không ngắt sự kiện con này mà con này đấm vô hai con này thì ăn cứt pha sau. đúng rồi. Thôi đủ. Không nên ơi, không nên ơi. Đừng. Thôi ngắt cho chắc rồi đủ. Nó làm cái đùi chứ đấm vô hai con này với hai tao xỉu luôn á, mẹ game nó nhiều lắm. Thật ra sau này cái con của anh nó mạnh hơn cái anti của anh nữa nên là trước đó không cần xài anti luôn á. À, hai con này lên là đủ rồi. Đủ quá, tao nói mẹ Toka liệu con Toka lại con ta này gánh còng cái lưng đi ải luôn rồi. Rồi gánh kinh lắm. Gánh đủ quá. Lại tao hên nữa, được tao mở hai lần giấy random, tao mở hai lần giấy random nó ra hai con Toka nữa. Bữa em ra đủ mấy con chị với con em tóc trắng áo trắng áo đen đủ quá lỏ là lỏ cả. Thôi rất là lỏ cả. Bấm bóng tay để mát cũng nhanh nữa, bấm bóng tay này em quay ra hai lần nữa. Bóng tay hơi mạnh. Tính anh mới tới ra mình chơi ngày hôm nay ngày tới 10 ngày thứ 16 với mấy. Là anh hên nữa, anh hên ra nữa.
full đó, đó là bây giờ đang 74 rồi, này 82 này, hang này không chơi nổi hang này, nhìn cái khung là chơi không nổi hang này. Khung khung với top 1, khung top 1 đốt trường. Hai hang đó, hang đó thì không chơi nổi đó. Bây giờ ba xanh là sao quýnh này đó, bây giờ mày thấy nó khốn nạn không? Ải này nó ba đỏ. Đó, ải nó ba đỏ. Mà. Nhưng mà đủ ải sau đây là hang xanh. Ba xanh nước hai, hai xanh nước biển. Ờ đó, bây giờ ai đỏ chữ xanh nước biển mới khác thôi, mà cái xanh nước biển này chữ xanh lá mới khác là nó thôi, mày thấy khó chưa? Nó vậy mà cỡ nào nó cũng sẽ khắc được mấy con của anh đó. Chứ mình không có khắc được hết. Chịu luôn à. Đánh hình xui. Một là bây giờ lấy con bút siêu vô bút siêu. Còn sao quýnh dồn cô máu nó luôn, thôi cứ cầm chóng. Nhưng mà bút siêu của anh đâu có đam đâu, ít lắm. Được cái siêu không à? Trời, cái siêu nó gánh gần tao 20 ải không mày? Cái siêu nó gánh tao 20 ải không mày? Mà không, bữa anh quay ra con đó được một sao đúng không ta? Ờ, một sao. Một sao bút siêu nhiều hơn. Mày nó gánh tao 20 ải đó mày chứ ít đâu. Đúng rồi, một sao thương lắm theo. Bịt thì trước đợt ba con đĩ này chỉ có mình con này xanh uốn thôi, cay thì giờ chán ba con luôn. Thôi chó mà con phí lắm, chó con đam ao thôi, còn đâm đơn để nó bắn thôi à. Tại bữa mới bữa đầu hình em cũng giấy nên em nhót em chơi đoán hết rồi qua luôn. Chạy hên ra riết qua nó game bịt. Má hôm qua em coi anh chim em cười bò. Đúng không? Thuốc thằng lột anh đánh hết riết rồi em cười chết. Má nó cứ đánh con này không à, mấy thằng cảnh sát nó quýnh con này không à. Ờ má em cười điên. Nó quýnh con này không à, mặc định luôn nó quýnh con này mà. Đồ nó quýnh con này không à, tao cũng đau đầu luôn á. Tao cũng đau đầu với nó luôn mà, nó quýnh đúng một con này không à. Anh là bỏ cái đèn vô á. Là mấy thằng cảnh sát nó mặc định nó quýnh con tóc trắng này. Thì cái đội phản diện mà. Một sao nếu chó được nó như cao vãi luôn. Có bù được, vẫn cứu vớt được cái đó. Đúng như mày luôn giùm tao. Cứ bây giờ quái mà thả nó ra, mấy con đâm đơn á là một bắn là 50% máu. Mấy con đâm AOE á là một bắn là 25% máu, độ cứ mặc định như vậy luôn. Anh chơi anh mở full ngọc con Toka mà cái full ngọc này em chỉ á là anh lấy ngọc đỏ full đỏ em nha, riêng con Toka là anh lấy full đỏ nha, full đỏ để nó kích hoạt cái hiệu linh á là được thêm 5% đam cái linh á. Ờ, là cái ngọc hồi nãy em nói full đỏ, còn con Uta là hai vàng với một xanh lá cây là nó sẽ là 4,5% thủ và 6% máu tối đa. Nhiều vậy đó, là hai con gánh tiền của anh là anh nâng hai nó lên trước là nó trâu hơn đó, nó bắn con này không mà tao yếu hiểu luôn đó rồi. Lát cái con tầm rửa rồi cái cầm cái đau đó đủ gặp con chặt anh nữa để coi nó ma lắm khó tin đấy. Ba con ba sao chứ, đi dặm không chết được con này, dặm chết nổi ho được, dặm chết không chết. Ủa là crit rồi nãy giờ đâu ta? Chắc đi ngủ chơi thôi. Hoặc là đi, hoặc là đi anh nghĩ anh tiêu diêm nó. Tiêu diêm hả? Ủa mà game nó còn què gì mà anh thấy anh bữa anh ngồi anh chơi thấy lâu lâu lướt mấy bài thấy rất mua bán đồ con game đó gì mà tụi nó mua bán ngặt đồ ghê gì game nó ghê vậy? Ngoài mở ra mấy con ngon ấy, bữa em nói anh á mở ra vượt lão du lịch em mở ra đó bán được luôn, người ta không hàng bán. Lập clone đi này, quay ra được cái bán đi bán 2 triệu mấy 3 được, triệu luôn bán ngon vậy. Dược lão bữa em bán là được 5 sĩ. Cái đó là con dược lão là biết sao nó bay được. Bay được với lại cái skill né của nó lúc mà anh lát á là nó sẽ độ kháng được mấy cái đòn đánh. Ma vãi đồ. Còn ngon hơn nữa là anh trai ơi, anh trai bình tĩnh, anh trai ơi đậu mà cái đó là em quay ra được dược lão già nha anh, được giáo lúc bị tàn hồn á, anh mà quay được dược lão thời trẻ rồi là còn kinh hơn nữa, bán 2 triệu luôn á, dược lão thời trẻ đủ mà quá hồn. Mượt mà trên bảy game chơi mượt thiệt anh, bữa em chơi mượt ờ để mai anh tải về không chơi sao anh chưa tải đâu.
Chưa, bữa giờ mày làm bữa giờ chuẩn bị zombie men luôn cái kiểu tùm lum tà la luôn á. À, server nó kiểu server liên thông với cái bên WeChat tôi luôn á, mua liên thông bên server WeChat. Nó có server liên thông. Nạp dễ. Cái gói đầu bấm vô nạp đúng 20 ngàn là nạp được gói đầu, được con gì con mà chính xác nó bên mẹ rồi. Con mà tiêu viêm nó lấy ở cái nhiều con mà có hai mặt xanh đó chịu chết không nhớ nhưng em quên tên mẹ nói rồi. Trời ơi, thôi ta xong rồi, Toka nhảy cái gì mà không chết, Toka nhảy không vô đam luôn, tao đi, tôi rồi đi rồi. Rồi mỗi con một đấm. Vào đó đủ mấy thiệt luôn. Anh trai ơi nhỉ 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 nhỉ. Ôi hên quá không chết. Đu. Đủ quá xạo luôn. Mấy nữa. Khi Trời nào ơi, Ultimate cắt mà cũng vô máu luôn, mẹ bịp thiệt chứ. à màu màu win đây win win chán đi anh ơi, mình chơi hàng đi anh ơi, hàng dương đi đỡ chút Nhiều xíu đã khó tin. Đỡ gì win nào qua giờ chỉ cần qua ải thôi, qua ải lấy quà thôi, chạy được ngay nhưng chạy với nằm top là được. Top là được. Mình đặt tên là mình vô mình người Việt Nam mình nằm top là được rồi. Ok mình cứ giữ top là được. Rồi, bên Silver West em nghe bên thông tin Silver West cho mẹ, bên bên West răng Uta đầu luôn, ngày mai nó răng Uta luôn anh Điếu hiểu luôn. À, rồi 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 cái ba bạn mốt cũ rồi, ba bạn mốt cũ bạn cũ ba ba mốt mới ra xong rồi ra luôn con Uta đầu luôn, đậu Điếu hiểu bạn cũ bạn cũ bạn cũ thua thua các bạn nó thua.